Khoai lang mùa này lại dễ bị hôn mê, co giật. Mua và ăn khoai lang mùa này sẽ có nguy cơ buồn nôn, hôn mê, co giật do khoai mùa này bị hà, thối mốc và xuất hiện nhiều đốm đen. Khác với các loại rau củ khác như khoai tây, cà rốt, khoai lang được thu hoạch vào mùa thu, do vậy tuổi thọ sẽ ngắn hơn. Vào mùa xuân hay mùa hè, khoai lang thường xấu, hà. Tuy nhiên, hiện nay tại các chợ đầu mối, khoai lang được nhập về bán với số lượng lớn. Tại đây, khoai lang được tiểu thương phân thành nhiều đống từ xấu tới đẹp với mức tiền khác nhau. Những củ khoai to mập, trơn tru, mỡ màng giá khoảng 20.000 đồng trên 1 kg. Loại khoai xấu hơn, vỏ bong tróc, thậm chí hà, thối mốc có giá từ 10.000 đồng tới 15.000 đồng 1 kg. Tại chợ đầu mối Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khoai lang được bán với số lượng lớn và được các chủ hàng quảng cáo là khoai Nhật xịn 100%. Tuy nhiên, phần lớn loại khoai lang giá từ 10.000 đến 15.000 đồng đều bị hà hết phần ruột bên trong, mặc dù bên ngoài trơn tru, to đẹp. Đây là lý do khiến người mua rất khó phát hiện khoai bị hỏng nếu không cắt đôi củ khoai để kiểm tra. Ngoài hà, khoai lang còn bị khô héo và thối mốc, thậm chí xuất hiện nhiều vết đốm đen. Hầu hết các hàng bán khoai tại chợ đầu mối đều bừa bộn, nhem nhuốc, những củ khoai bị cắt bỏ phần hà hay thối bị thâm đen lại vẫn được tiểu thương tận dụng bán. Do có nhiều lợi ích cho sức khỏe nên chị Huyền, nhân viên kế toán thường mua khoai về ăn sáng. Tuy nhiên, chị Huyền cũng thừa nhận ngán ngẩm khi mua khoai mùa này. Khoai nhìn rất mập mạp nhưng bên trong lại bị hà, nhiều hàng giá rẻ hơn nhưng lại bị thối mốc. Vào mùa thu, khoai to đẹp, giá rẻ thì mùa này nếu không hà thì khô héo hết cả. Nhiều củ khoai trông mập mạp nhưng lại bị hà, rất ít củ được nguyên vẹn. Trong khi đó, nhiều hàng khoai trông lại trơn tru, mỡ màng hơn bình thường, chị Huyền chia sẻ. Theo một số chủ hàng cũng thừa nhận, khoai lang Việt nhưng được trồng tại Trung Quốc. Nhiều người mua hàng cũng tiết lộ khoai lang mùa xuân hay hè hoàn toàn là hàng Trung Quốc, nhưng để dễ bán, nhiều tiểu thương đều quảng cáo là hàng Việt Nam. Các chuyên gia thực phẩm khuyến cáo khoai lang khi để lâu hoặc trong môi trường không đảm bảo sẽ xảy ra hiện tượng bị đốm đen hoặc thối rữa, mốc meo. Đây là dấu hiệu bị nhiễm khuẩn vằn đen ô nhiễm. Bệnh khuẩn vằn đen tiết ra những độc tố như ceton khoai lang và cồn ceton khoai lang là chất kịch độc đối với gan. Loại độc tố này không hề bị tiêu diệt dù luộc khoai trong nước sôi sùng sục hay nướng khoai trong chậu than hồng rực. Do vậy, nếu ăn phải những củ khoai lang có đốm đen, rất dễ bị trúng độc. Sau khi trúng độc 24 giờ thì sẽ xuất. Sau khi trúng độc 24 giờ thì sẽ phát bệnh, biểu hiện ban đầu là khó thở, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, thở dốc, nghiêm trọng hơn thì có thể sốt cao, nhức đầu, co giật, nôn ra máu, hôn mê, thậm chí có thể tử vong. Cho nên khi củ khoai bị bệnh khuẩn vằn đen, tuyệt đối không gọt những đốm đen để sử dụng tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.